Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhận diện ổ C giúp tăng tốc máy tính. Ví dụ như ở đây, ban đầu ổ C của tôi nó có dung lượng trống là 55.8 GB. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là nhận diện ổ C để cho cái dung lượng trống này nó được tăng lên. Thì khi dung lượng trống tăng lên thì máy tính nó sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn các bước để bạn có thể là dọn dẹp ổ C. Rồi bước đầu tiên các bạn chúng ta sẽ vào thư mục download này. Rồi tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ tìm kiếm những cái file nào mà các bạn chúng ta không sử dụng thì các bạn chúng ta sẽ xóa nó đi. Nếu như các bạn chúng ta để như thế này thì nó sẽ đầy ổ C nha. Nên các bạn chúng ta sẽ tìm những cái file nào mà các bạn không sử dụng, các bạn xóa nó đi. Ví dụ như đây, cái file này tôi không sử dụng thì tôi sẽ xóa nó đi. Đó. Yes. Để xóa được nhiều file hơn các bạn chúng ta sẽ chọn vào file mà chúng ta muốn xóa này, giữ phím Ctrl đó, lần lượt chọn vào các file mà chúng ta muốn xóa. Nhớ nha, các bạn chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, sau đó lần lượt chọn vào các file mà bạn muốn xóa. Đó, tôi muốn là xóa các file này thì tôi sẽ quét chọn vào nó, sau đó bấm phím Delete để xóa đi và chọn vào Yes. Rồi sau khi xóa các file ở thư mục download rồi, tiếp theo tôi sẽ ra ngoài màn hình và tôi sẽ tìm kiếm những cái file nào mà tôi không sử dụng thì tôi sẽ xóa nó đi. Đó, ví dụ như đây, file này không sử dụng này, tôi xóa nó đi. Đó, các file này cũng vậy, quét chọn toàn bộ này để xóa nó đi. Đó, rồi sau khi xóa các file ngoài màn hình rồi, tiếp theo bước thứ hai tôi sẽ tiến hành là làm sạch thùng rác này. Bấm phải chuột vào thùng rác và chọn vào empty recycle bin và chọn vào Yes. Đó, như vậy là tôi đã làm sạch thùng rác rồi. Rồi bước thứ ba, các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm. Lưu ý nha, nếu như các bạn chúng ta sử dụng Windows 11 thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này. Còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Windows 10 thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm này. Các bạn chúng ta sẽ nhập từ khóa là Disk Cleanup. Đó, các bạn chúng ta chỉ cần nhập từ khóa là Disk này thì lúc này một chương trình có tên là Disk Cleanup nó xuất hiện. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ mở chương trình này lên. Ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn ổ C nha. Ok. Rồi tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ tiến hành là tích chọn vào các thư mục nha. Đây, tích chọn vào hết. Ở đây lúc nãy tôi đã xóa ở download rồi, bây giờ tôi sẽ không tích ở download nữa. Đó. Chọn vào ok. Đó, để chúng ta xóa các file rác đi. Rồi tiếp theo ở đây tôi vào Disk Cleanup một lần nữa. Đây các bạn vào thanh tìm kiếm nhập từ Disk này. Nó xuất hiện là Disk Cleanup, chọn vào. Chọn vào ổ C. Rồi đây các bạn chọn là Cleanup System File này. Chọn vào ổ C nha. Ok. Đó, để xóa đi. Rồi xong rồi. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ chuyển qua bước thứ ba. Tức là các bạn chúng ta sẽ xóa các file tạm đi. Thì để xóa các file tạm đi các bạn chúng ta sẽ bấm tờ phím là Windows R này. Đó. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện hộp thoại run. Rồi tại ô bàn các bạn chúng ta sẽ nhập có lệnh là %tem này. Nhớ nha, nhập có lệnh là %tem này. Tem %. Sau đó các bạn chọn vào OK. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện các file tạm nha. Thì các file tạm này xuất hiện do các bạn chúng ta sử dụng các phần mềm nha. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ các file tạm này và chúng ta sẽ xóa nó đi. Ctrl A này. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm phím Delete, chọn vào Yes để chúng ta xóa các file tạm này đi. Đây, tích vào đây, chọn vào Skip. Đó, để xóa các file tạm đi. Rồi còn những file này thì thôi các bạn chúng ta cứ để nha, không sao đâu, tắt đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sạch thùng rác một lần nữa. Empty recycle bin. Đó. Rồi một bước nữa là chúng ta sẽ gỡ bỏ những chương trình mà chúng ta không sử dụng nha. Chúng ta sẽ gỡ bỏ đi bằng cách là các bạn vào thanh tìm kiếm này, nhập từ khóa là Ctrl này. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện một chương trình là Ctrl Bundle. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Rồi tại mục View By, các bạn chúng ta sẽ chọn vào Category. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào Program. Tiếp theo chọn vào Program and Future.
Thì đây là toàn bộ các chương trình mà tôi đã cài trên máy tính. Bây giờ tôi sẽ tìm tới những chương trình mà tôi không sử dụng nữa, thì tôi sẽ xóa nó đi. Đó, ví dụ như đây, TikTok đây này, tôi không sử dụng nữa, tôi xóa đi. Đó. Ở đây, để xóa chương trình này, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào chương trình mà các bạn chúng ta muốn xóa này, bấm phải chuột và chọn vào install này. Xóa này. Xóa xong, bấm phím F5 này để nó lock lại này. Đó, TikTok và YouTube nó đã bị xóa đi rồi. Tiếp theo tôi muốn xóa chương trình có tên là Mini Tool. Đó, bây giờ tôi xóa đi bằng cách là tôi sẽ bấm phải chuột của nó này, chọn vào uninstall này. Yes. Chọn vào yes. Đó. Thì để gửi chương trình đó, các bạn cứ bấm phải chuột của nó, chọn uninstall và chọn yes yes mà thôi. Rất đơn giản nha. Xong rồi, bấm phím F5 để nó lock lại này. Đó. Chương trình là Mini Tool 3 nó đã bị xóa rồi. Rồi, xong rồi. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ kiểm tra nha. Và trong ổ C kiểm tra này. Đó. Lúc đầu á nó trống là 55.8 GB. Sau khi tôi xóa các file RAR rồi, lúc này á nó đã tăng dung lượng trống lên là 61.3 GB. Đó. Như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách nhận dạng ổ C giúp tăng tốc máy tính. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.